Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cụm ngọc nữ hường nha. Thôi trước tiên thì mình xem cái hoa của ngọc nữ hường nó như thế nào nha. Đây, hoa của nó này. Đó, hoa của nó này. Màu tím mà rất là thơm nha. Hoa rất là thơm luôn. Hoa nó thơm mùi cái mùi như hoa ngọc điểm á cả nha. Đó, hoa ngọc nữ hường này. Đó. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Rồi cái cụm này á có mã số là 207, thì mình cũng review chi tiết cho nhà mình xem là đại khái như là những cái thân chính của nó là nó đều bị khô lũ rồi. Đó thì nó mọc lên ở những cái phần gốc. Đó, ở ở cái phần gốc là nó mọc lên lại những cái thân mới. Đó thì nó mình nuôi thêm thời gian nữa thì những cái thân này nó sẽ lớn lên thêm. Đó, thì nó sẽ thành lại cái thân chính, còn những cái thân này á mình làm lại là những cái thân khô lũ. Đó, mình tạo lũ tạo đồ. Đó, còn cái này á thì mình cứ cho nó lên 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 rồi mình sẽ tạo cụm lại sau. Đó. Thì tại vì hoa nó đẹp quá mà thơm nữa cho nên là mình bỏ thì nó cũng phí. Đó nên là mình sẽ nói chung là trong bonsai thì mình không có bỏ đâu, trừ khi mà nó mục ra thành củi là mới mới chịu bó tay được, chứ còn bình thường là vẫn còn dùng được hết nha nha. Rồi cái này có mã số là 207 nha. Cái cụm này thì nó cũng liền cốt nha, cụm này cũng tương đối khủng luôn. Rồi tổng hoành đo được là 112 nha. Rồi cụm này cao đến cái đầu thân lũ đây là 43, đang nằm cái bò ươm là 52. Rồi cụm này nhà vườn giao lưu dọn vườn nhanh là 1,5 triệu bao ship luôn nha, 1,5 triệu bao ship luôn đây mà. Đó thì cái này về mình làm cụm rừng là ok luôn. Một triệu rưỡi bao ship cho cụm ngọc nữ hương này luôn nha. Hoa thì bao đẹp, thơm lắm. Rồi thì mình xem tham khảo luôn nha. 1,5 triệu bao ship cho cụm ngọc nữ hương này luôn. Đó, về mình sưu tầm đồ, mình ngắm hoa của em nó nha. Rồi nhà vô xin qua cái này luôn.